Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với Gamer và hôm nay mình sẽ làm một cái video theo yêu cầu của một số anh em Một số anh em nhắn tin về và một số anh em comment ở dưới cái video của mình thì hướng dẫn cách làm sao để kiếm đồ à, Nâng cấp cái kỹ năng mới ha, thì cái từ game này nó mới update lên là nó có 8 cái 8 cái hệ mới, không phải là 8 hệ mới mà là 8 kỹ năng mới và mỗi hệ nó sẽ có thêm hai kỹ năng mới thì uh, một số anh em hỏi là làm cách nào để nâng qua kỹ năng đó và farm ở đâu, farm nguyên liệu ở đâu. thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn sương sương cho anh em và cũng phân tích những kỹ năng mà anh em nên chơi. thì uh, đây là theo cảm nhận của mình đó nhé. thì trước mắt mình mình test một hồi thì mình cảm giác như là con cơ vẫn là một cái hệ mạnh nhất anh em mà không có sự khác biệt đâu. và đầu tiên thì mình nói lại một lần nữa là ví dụ như Và ngày trước á, khi mà anh em lên một lên gọi là ôi cái gì tái sinh năm lần á và cấp một trăm á thì anh em nên theo được kiếm sĩ đối với những anh em nào mà chơi uh, bsecker á thì chỉ có kiếm sĩ mạnh thôi cái disco này nó rất, rất là yếu là rất là yếu nha anh em rồi tiếp theo thì mình sẽ nói về cái kỹ năng mới rồi để mình đi bấm con này vào học kỹ năng cái nhé ok thì kỹ năng mới của chúng ta nó sẽ không sử dụng hắc linh như mọi khi mà nó sử dụng một cái thứ khác à, thì đầu tiên là nó sử dụng tiền và dùng một cái nguyên liệu khác để học được kỹ năng thì anh em cần phải có những viên đá ví dụ như mảnh văn hoa, hoa văn bát này hoặc là squat sen này đấy thì nó cần mọi thứ năm cục ví dụ như anh em muốn theo đường bên này thì cần năm cục màu màu này là màu hồng nhạt đi ha còn màu này là màu đỏ còn màu vàng là sẽ dành cho hệ phái khác hoặc là cách nâng cấp cuối cùng hay sao đấy thì đại loại mình cũng chưa rành nhưng tí mình sẽ nghiên cứu thử về mấy cái khác, khác nhé thì đầu tiên phân tích kỹ năng của nó trước mắt anh em chọn kiếm sĩ nha 1 khí đôi nha không có nào mạnh hơn được đâu anh em chắc chắn là chỉ có cái đó thôi rồi thì kỹ năng đầu tiên nó tên là battle battle su hò hét giúp tăng attack cho quân đồng minh xung quanh thì à, quân đồng minh xung quanh tăng 13 đến 25% attack trong vòng 10 giây thì cái này cái này là dành cho những anh em nào mà thích khô máu và kiểu giống như là đánh bot rất rất phù hợp cho vấn đề gọi là đánh bốt nha anh em anh em có thể cần một con lên như thế này để đánh bốt vì nó lợi ích của nó là bóp đam cho đồng minh xung quanh và chỉ có trong đấu trường à, đấu trường đúng rồi đấu trường đấu trường hầm ngục hay là cái gì đi nữa thì vẫn ngon Vẫn rất là ngon nhưng mà anh em sẽ không cần nhất thiết là phải lên nhiều con đâu anh em tại vì tại vì chỉ cần một con bóp là được rồi về trong những cái chế độ đó thì nó đánh gần nhau lắm anh em có thể lên một con là được rồi cũng tùy anh em nhé để búp nhiều thì kệ anh em còn cái đường thứ hai đường thứ hai sẽ là đường này tấn công cơ bản đổi thành tấn công khoảng cách xa còn có 15 đến 20 trong xác suất bỏ qua đép thì cái này chả khác gì là anh em bảo là một cái con tướng đánh qua Bluetooth anh em có nghĩa là nó vẫn là mạnh như vậy và nó đánh ở xa hơn thậm chí bỏ qua đép và tránh né và thật sự nếu như mà mình chơi lại cái game này mình chắc chắn mình sẽ theo hướng này Tại vì ngày trước, ngày trước nếu như mà những anh em nào mà chưa biết đặt cái con Berserker ở trong đấu trường 5 năm ấy thì nó sẽ bị một cái lỗi là nó sẽ chạy thẳng lên trên. Nó chạy rất là nhanh lên trên và nó sẽ áp sát vào cái thằng baladin uh, Paladin hoặc là một thằng tăng cơ phía trước và nó sẽ chết và nó là con đâm chính mà nó chết thì nó sẽ một điều gì đó rất là tồi tệ đúng không? Thì anh em có thể lên kỹ năng này để cho cái con đam chủ lực của anh em con Berserker cơ anh em đam chủ lực để cho nó lên nó đánh ở tầm xa nhất có thể vì nó chém qua Bluetooth tưởng tượng nên em giống như chơi đấu trường chân lý ấy, anh em để một con tướng đam cực to và đánh không ai đụng vào nó được á thì nó rất là mạnh ha nên mình khuyên anh em là dùng con này dùng con này cho đam chủ lực và con này sẽ cho tăng cơ mặc dù là búp nhưng nó sẽ dành cho con tăng cơ tại vì nó cần châu nhất để nó búp đam cho tất cả các con còn lại này hiểu chưa đó đây là kỹ năng anh em cần thiết mình đã phân tích hai kỹ năng này cho anh em nhé rồi Mỗi lần anh em học một lần thế này thôi rồi anh em muốn nâng cấp kỹ năng lên thì anh em cần một cái thứ khác Đó là một cái vật liệu à, Vật liệu này thì nó Sẽ farm được ở ngoài map nhưng mà sẽ Không phải là thống khổ ba thường mà sẽ là thống khổ ít Có ít nền hoàng có nghĩa là cường hóa đấy Thì Nó sẽ nhiều nhất Đây ví dụ như mình nói bắt baria này đây nó sẽ nhiều nhất khi nào mà anh em Farm ở thống cổ càng cao lên ví dụ như là nhân nhân 10 nhân 11 hay là nhân 50 gì đó thì nó sẽ tỷ lệ ra rất là nhiều và quan trọng lúc đó anh em có đủ sức để farm hay không thôi những cái khác cũng vậy nha những cái này cũng y chang luôn đó đây là anh em sẽ cần phải farm rất là nhiều cắm chen rất là nhiều những kỹ năng này cũng vậy không có gì khác biệt đâu anh em và những quyển sách này nó farm sẽ uh, sẽ ra nhiều đấy tại vì nó sẽ giống như hát linh vậy nó cần ví dụ như cấp đầu hình như là cần đến 900 à, uh, 900 sách đấy tại cái nick của tổ thì nó yếu quá thì mình không có thể là review cho anh em cái đó được nên mình chỉ phân tích xương xương cho anh em thôi thì cần phải có 900 cuốn sách mỗi loại như thế này ở cho cấp độ đầu tiên hoặc là 500 gì đó nhưng mà farm nó sẽ không có khó uh, như kiểu mà những cái đồ hiếm gì đâu ha rồi còn cái đá màu đỏ và đá màu xanh hồi nãy ấy mình có nói anh em để nâng cấp học kỹ năng ấy thì anh em có thể đánh đánh bốt ví dụ như mình đánh boss ban đi không này chắc đánh được boss bốn thôi tí nữa mình đánh thử ra tại vì mấy cái nít của mình nó bị ao rồi thì chắc là chỉ đánh được bot bốn thôi. Còn khi chờ đợi thì mình chờ nhé Rồi. Còn uh, cái cục đá mà để học chơi đá ở kỹ năng đó thì nó sẽ nằm ở trong bot ban này. Anh em đánh sẽ có tỷ lệ ra và một cái là anh em đánh bot bot uh, bot fill bot này nè. có nghĩa là bot uh, bot theo chu kỳ này 9 giờ này, uh, 9 phút này này nằm ở trên màn hình này nè. Đó, qua rồi nè thì anh em sẽ có tỷ lệ ra cái đó và nó ít lắm với lại nó cũng không có cần uh, nó hiếm lắm anh em tại vì á uh, là anh em chỉ cần học kỹ năng mới học kỹ năng anh em chỉ cần có năm cục đó thôi Nên tỷ lệ nó sẽ hiếm một chút bởi vậy khi anh em cho bốt nó cao lên một chút thì tỷ lệ nó ra cục đá nó sẽ nhiều hơn ha nó học kỹ năng rồi trong khi chờ đợi bốt thì mình sẽ phân tích tiếp về cái kỹ năng của một cái con pháp sư đi ha pháp sư thì mình thấy là nó nó làm một cái xu hướng giống như tăng cơ luôn anh em ạ à. Đâu rồi mình sẽ cho một con pháp sư cù bắp đi à, về thành đi cô ơi đâu rồi đâu rồi đây kỹ năng kỹ năng của nó sẽ gồm có à, summon familiar có thể học sau khi thay đổi lớp con juro thì nó có hai lớp anh em phải chọn rồi thì cái này khi sử dụng lôi tiễn Bảo tuyết đá nguyền rủa có 13 đến 25 phần trăm xác suất À, tái sử dụng skill có nghĩa là pháp sư được sử dụng skill hai lần thì à, trước mắt thì anh em nên theo đường à, lôi tiễn lôi tiễn có nghĩa là anh em dùng xét ở ban đầu á rồi bão tuyết thì nó nó khác nhé lôi tiễn có nghĩa là xét là trên trời dội xuống còn bão tuyết có nghĩa là một cơn bão là tuyết rất là bình xuống còn đá nguyên rũ thì chỉ dành cho những anh em nào mà kiểu khống chế thôi Mà thực sự thì nó không có mạnh đâu game này làm rất là thiếu cân bằng đó thì à, kỹ năng này có nghĩa là nó sẽ cho anh em sử dụng lôi tiễn bão tuyết hoặc là đá nguyên rủa À, có xác suất sử dụng kêu thêm một lần nữa giống như là nó sử dụng kêu hai lần á anh em sử dụng kêu hai lần ấy thì à, mình thấy thì cũng cũng được không có, nhưng mà không không có gì đặc biệt cho lắm nói chung là cũng được nói chung là mấy anh em là thích pháp sư thì có thể dùng cái này rồi lên đa mà chỉ có một đường này thôi còn cái đường này thì dành cho những anh em nào mà tự nhiên tự nhiên nó là cái tấn công cơ bản nó lại trở thành cự ly gần anh em ạ à thì cái này nó sẽ dành cho những anh em nào mà chơi giống như ẹt ở cái nít cũ á là ẹt chơi con uh, pháp sư tăng cơ thì đối với con pháp sư tăng cơ thì anh em sẽ cho nó phun tăng với uh, full né tránh và full kiểu uh, máu rồi này nổi rồi uh, thêm cái kỹ năng này nữa thì cái giáp băng này nó sẽ mạnh hơn giáp băng này chúng ta nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ kiểu bất tử luôn thời gian tăng gấp đôi này còn giảm cả đam và ách của cái địch xung quanh thì à, chúng ta có thể thêm một con này ở ngoài à, à, tăng cơ đứng trước thì nó sẽ giảm đam được của những con mà gọi biết cơ hoặc là những con à, Ruxider, hoặc là con con gì đó con Paladin mà dạng đam á anh em thì rất là tốt rất là ok ha dành cho anh em là đi theo đường tăng nhá hợp lý quá Còn cái này nó chỉ lên thêm một kỹ năng thôi ấy thì nó cũng ok ok nhưng mà mình vẫn thích tăng hơn tại vì mình là mình chơi ngày trước giờ là mình đang chơi pháp sư tăng thôi nó rất là mạnh pháp của ok nếu mà anh em có độ rít và độ rít cộng thêm thì cũng ok đấy. Rồi. Dạ gần đây thì có một cái mình đọc trên mạng thì có một cái rất vui là mấy mấy anh em bảo là cái con 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 xạ thủ bây giờ nó đã hết vô dụng rồi anh em. Giờ mình lại học kỹ năng nhé. mấy anh bạn bảo là hết vô dụng rồi. Cuối cùng nó cũng đã có ít. Mà đáng lý ra thì tự game này á cái con xạ thủ phải là một con mạnh tại vì tính ra nó đánh xa là phải có kỹ năng này nọ mà có nhiều anh em cũng không tin tưởng nó lắm ít khi anh em nào mà chơi nó đàng hoàng lắm đấy thì nó có hai hệ phái đây thì nó thêm cái áo choàng ôi mình nhìn cũng đẹp đó nhỉ nhìn đẹp đấy áo choàng nhìn đẹp vậy trước mắt thấy ngoại trang ok này thì Hawaii thì phần lớn anh em sẽ theo mưa tiễn ha rất là chơi xuống dưới mưa cân cơn mưa nhìn đẹp hơn là bắn one sót bắn quan sót thì rất hợp cho những anh em nào muốn giết người nhanh cũng được không đến nổi tệ rồi hệ gì đây hệ này là hệ Minstrel cao hướng đầu sinh đó anh em à, phát bản nhạc ngọt ngào giúp hồi phục quân đồng minh xung quanh phục hồi 6 một đến 6 HP cho đủ tâm trạng quân đồng minh xung quanh mỗi năm giây không trùng lập của tự nhiên cái nó hồi cả tâm trạng nữa phải nồi ạ à. mà nó thật sự anh em mấy con cái con này một khi mà nó đi farm là nó rất là phế mà kiểu như nó búp á nó búp thì nó búp ở xa nhiều khi không trúng ai luôn anh em Nghe, nghe kỹ năng khá là buồn cười mà nếu như anh em mang vào trong cái đánh đấu trường đó, thì nó bốc sáu cho máu thấy cũng hơi khi mình xung quanh mỗi 5 giây không lụp lại ô được cái là thời gian cũng nhanh chả khác gì biến con xạ thủ một sân xạ thủ thành con sona anh em ạ sona bên liên minh huyền thoại hồi máu hồi tâm trạng một pha búp rất là thú vị Và kỹ năng gì đây smart bomb ném bom khói khiến quân địch hoảng loạn khi địch xung quanh tấn công đồng minh trong 5 giây có 19 đến 40 xác suất khiến địch tấn công thất bại thì cái này cũng là một bản copy của liên minh điện thoại anh em thì nó là cái dạng như bom khói anh em bom khói của con Ravet đó thì nó sẽ bắn ra một lượng khói để cho những thanh niên xung quanh đó sẽ bị tấn công có nghĩa là bị hụt ấy bị hụt hoặc là không thấy đường bị mù ấy thì cái này mình thấy rất là tiện nha tiện hơn cho anh em nào mà dùng cái xạ thủ ở trong cái gọi là collection để đấu bk với nhau thì kỹ năng này rất cần thiết tốt nhất là nên chơi một con để cây nhiễu loạn đội hình, đó, rất là ok. và là đầu tiên là anh em sẽ có hai beast, cơ ha, một baladin, à, một pháp sư và một cung thủ theo mình đó là đội hình chuẩn. đấy, rồi mình sẽ kết thúc với lại con baladin đây. mình thẩu mấy con baladin đúng của bắp. rồi học kỹ năng. ngày trước con baladin của mình đỉnh lắm đó anh em. chẳng qua là mình không có muốn chơi nữa mình bán thôi chứ cũng được. đây thì nó có hai đường bỏ đâu con này phải ba đinh đấu đây con này nè đi ra đi Rồi à. con này thì nó theo đường Crusader anh em hiểu không Crusader nghĩa là hồi máu và làm tăng cơ và thực sự thì nó cũng ok nhưng mà không đến nổi nào quá obi đâu cũng được thôi defense à, defend aura giảm sát thương nhận được từ quân đồng minh xung quanh trong 10 giây giảm 13 đến 25 phần trăm sát thương nhận vào từ À, được của quân đồng minh xung quanh không trùng lập giảm 14 25 trăm lượng sát thương à, có nghĩa là búp búp giáp cho những cái người xung quanh đấy đồng đội của mình thì nó vẫn là một thanh niên gọi là tăng cơ được tăng cơ và còn búp giảm đam được rất ok anh em có nghĩa là anh em theo Rusader thêm cái này nữa thì nó vừa tự búp máu cho nó vừa tự búp cái giảm đam cho những đồng minh xung quanh rất là ok ha thật ra ngày trước mình cũng tính theo con Paladin tăng cơ nhưng mà mình thì mình thấy không hợp thôi với lại mình thấy là cái vụ mà búp giáp của con pháp sư rất là ảo nên mình mới chơi. Đó. Còn bây giờ thì nếu mà có cái búp này thì mình khả năng cao là Paladin sẽ mạnh hơn đấy. Mạnh hơn. Tăng châu hơn. Thêm cái in hồng thép hoặc là cái gì đó thì, thì nhất hạn. Rồi. Hand of God. Cánh tay của chúa. Ô mà đồ mới nhìn vẻ đẹp vậy. Cánh tay của chúa là anh em đầu cắt môi mà áo màu hồng. Nhìn giống như mấy thì mấy ông ông cha ấy. Đấy. Rồi hồi bàn tay thần thần đế phán xử quân địch ghê nghe tên ghê cứ mỗi hai giây tấn công địch xung quanh tăng dps của bản thân với sát thương gấp 2 có nghĩa là ít hai sát thương nha có nghĩa anh em theo cái đường mà bằng ba đinh đó là đam anh em đã được cộng 30 mươi sáu mươi phần trăm rồi sau đó thì được ít hai lên một lần nữa và có chín phần trăm đến ba mươi phần trăm gọi là tăng giảm đép và tránh né của kẻ địch tấn công theo mình nghĩ thì đây là một cái búp rất là mạnh cho Paladin luôn. Đặc biệt là những thanh niên Paladin nào theo được tấn công. Rất là hợp luôn. Chắc đây là thời của Paladin rồi anh em ạ. À. Theo mình nghĩ là đây là một sự búp rất là mạnh đấy. Và nó biến, nãy thì mình nói rồi, nó biến của Pháp Sư thành Tăng cơ và một con Paladin là thành thành mẹ siêu đam ạ. Về đây thì Paladin từ bản cũ đã mạnh rồi. Bây giờ thêm một cái này nữa thì chùm nó anh em ạ. À. Anh em ráng build đồ cho Paladin nữa đi nha. Theo mình là Paladin là mạnh nhất đấy. Ok, thì hy vọng là những điều mình nói sẽ có ích cho anh em. Hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha. Bye anh em.